trên gương mặt của các cầu thủ, các người trong thành phần huấn luyện của Indonesia. Họ đã chờ đợi điều này cũng rất lâu rồi. Không không không, dường như là chưa. Dường như đó chưa phải là, đúng là như vậy, chưa phải là tiếng còi kết thúc trận đấu. Nhưng vừa rồi thì các cổ động viên và ban huấn luyện của Indonesia đã tràn vào sân. Nguy hiểm quá! Không thể tin nổi với Yasakon! 2-0! Đúng là một kịch bản, kịch bản không thể nào tưởng tượng được ở trong trận đấu chung kết này. Mọi thứ tưởng chừng đã nằm ở trong tay của Indonesia, khi mà trước đó cả ba huấn luyện của họ nghĩ rằng tiếng còi vừa rồi là tiếng còi kết thúc trận đấu và họ đã lao vào sân. Nhưng không, đó chỉ là một tình huống, không phải là tiếng còi kết thúc trận đấu. Và sau pha bóng này thì Yasakon có bàn thắng. Đúng là một kịch bản như một phim hành động, không thể nào tin nổi. Người đường chọn Yasakon cũng đã dứt khoát 2-0 và trận đấu của chúng ta sẽ vào hiệp phụ. Đúng là một kịch bản, kịch bản không thể nào tưởng tượng được ở trong trận đấu chung kết này. Mọi thứ tưởng chừng đã nằm ở trong tay của Indonesia, khi mà trước đó cả ba huấn luyện của họ nghĩ rằng tiếng còi vừa rồi là tiếng còi kết thúc trận đấu và họ đã lao vào sân. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống này. Đúng là quá xúc động của tiếng còi gây hiểu nhầm của trọng tài Kasim. Huấn luyện viên đã lao vào sân, những giọt nước mắt đã rơi, nhưng cuối cùng đó không phải là một tiếng còi kết thúc trận đấu. Song Chai Thông Trâm, cơ hội sao ăn đi. Sai lầm qua phòng ngự Thái Lan, một lần nữa phải trả giá. Và cách đăng mừng của huấn luyện viên của Indonesia, và bên ngoài sân đã có hành động đánh nhau. Không thể kìm nén được những kích động vào thời điểm này. Một ngày làm việc vất vả của các nhân viên an ninh, những người ở trên sân, đúng là nó vượt qua ngoài bóng đá. Những cái đầu đang nóng lên bao giờ hết vào thời điểm này. Các nhân viên an ninh cũng phải xuất hiện để xoa dịu những cái đầu đang mất bình tĩnh. Một áp lực điều khiển trận đấu phải nói là kinh khủng khiếp đối với trọng tài của Oman. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống này. Sẽ làm rất ngớ ngẩn đến từ Song Chai Thông Trâm, và sau đó là một vài dứt điểm kỹ thuật của số 17 Shawari. Một vài dứt điểm quá ấn tượng. Bây giờ trận đấu của chúng ta vẫn chưa được trở lại với những sự quá khích và nóng nảy đến từ cả hai bên. Trọng tài đang cầm ở trên tay một thẻ đỏ. Liệu rằng có điều gì xảy ra hay không? Thẻ đỏ dành cho hai cầu thủ
một của Indonesia và một của Thái Lan. Bây giờ sẽ là lúc đưa ra những án phạt. Sự tư vấn của trọng tài thứ tư. Bốn tấm thẻ đỏ được rút ra và mỗi đội lãnh hai thẻ, nhưng chưa đâu còn nữa. Bây giờ trọng tài đang nhìn người để phát thẻ vào thời điểm này. Có lẽ đây sẽ là một trong những trận đấu khó khăn nhất trong sự nghiệp cầm còi của trọng tài Kizim, trọng tài người Oman. Trọng tài vẫn chưa xong trong việc rút ra những thẻ đỏ ở trong tình huống hỗn loạn vừa rồi. Bây giờ thì những nhân vật quá khích đã được mời lên khán đài. Một ngày làm việc thực sự vất vả với ban tổ chức, với các nhân viên an ninh, với tổ trọng tài. Rất tốt, Rio Fami. Đó là tấm thẻ vàng thứ hai của Jonathan Kenny. Thẻ vàng thứ hai của Jonathan Kenny. Thêm một tình huống bất ngờ nữa của Thái Lan. Nhưng tình huống này thì không còn gì phải bàn cãi nữa. Một pha bóng xấu chơi. Jonathan Kenny bị đuối sức và sau đó đá thẳng vào người của đối phương. Rio Fami đi bóng như chỗ không người. Faisa đó là dấu chấm hết cho Thái Lan. Chúng ta hãy nhìn cái cách mà các cầu thủ Thái Lan đứng im một chỗ để cho các cầu thủ Indonesia thoải mái đi bóng trước điểm như chỗ không người. Họ đã không còn thể lực và Indonesia thì họ quá bền bỉ. 4-2. Không thể áp sát, không thể di chuyển. Các cầu thủ Thái Lan đã đuối sức rồi. Quá nhiều cái thời gian để ngắm nghía và tung ra một cú sút với lực bóng rất căng của Faisa. Một quả đá phạt. Thẻ cho Thirasat Phovimai. Và đó là thẻ thứ hai, thẻ vàng thứ hai. Đồng nghĩa với một tấm thẻ đỏ. Trận đấu quá đáng quên của các cầu thủ Thái Lan. Họ bị đuổi đến 3 người. 2 cầu thủ, 1 thủ môn. Mohamed Faisa, cơ hội ghi bàn thắng thứ 5. Đúng là ngày hôm nay Marcelino quá đen. Beckham 5-2. Beckham có bàn thắng.
Đáp ai cho Indonesia. Lần đầu tiên kể từ năm 1991, có nghĩa là 32 năm cho vinh quang tiếp theo ở SEA Games. Như vậy là trận đấu của chúng ta cũng đã kết thúc. Trận chung kết SEA Games môn bóng đá nam của kỳ SEA Games 32 đã diễn ra ở đất nước Campuchia đã kết thúc với một kịch bản ngoài sức tưởng tượng.